Sao anh lại nhìn trộm tôi thay đồ? Cô bị dở à? Cô làm đủ trò chiếc xe của tôi, xong cô lại bảo tôi nhìn trộm cô là như nào? Tức là hóa ra nãy giờ anh nhìn trộm tôi để mà cướp đảo. Đúng là thói xấu của đàn bà, ban ngày ban mặt thay đồ ở sau cửa xe của tôi. Tôi nhắc thì là bảo biến thái rồi cướp đảo là thế nào? Tôi quen cái tính phóng túng thế rồi. Thế bây giờ tôi đền cho anh nhá. Thôi, tôi không cần, cô đi là được rồi. Nhưng mà tôi không có tiền, tôi đền cái khác cho anh. Cái gì đấy? Ôi trời. Này, cô ơi. Em đến rồi à? Lên xe rồi anh chở đi. Cái gì? Tôi tưởng anh có ô tô thì tôi mới đồng ý hẹn hò với anh cơ mà. Thì anh cũng có ô tô, nhưng mà hôm nay ô tô anh bảo dưỡng, anh vừa đem ra gara xong. Thôi, anh đừng có mà biện minh, bao giờ có ô tô ấy thì gặp tôi nhá. Ơ kìa, em. Ê. Ít ra cũng đến đây rồi, anh cũng đến rồi. Hay là đi chơi nốt một buổi hôm nay thôi, mai anh mang ô tô đi. Tôi không thích, bỏ đi ra. Này, đưa tiền đây, không tao giết hết. Cái gì anh? Em xin anh. Ơ kìa, anh. Ôi. Mày quá, tao với mày nghĩ ra cái trò vớ vẩn như này, không thì tao yêu mày con đào mỏ rồi. Tao biết ngay mà, những cái loại con gái như này ấy, ngửi thấy mùi tiền của mày là nó bám mày ngay. Thôi, lên xe, tao cả mày đi rồi. Đi. Ôi kìa. Anh đang bị thương đấy, cẩn thận một chút. Được. Cảm ơn cô. May mà có cô cứu, không thì tôi không biết phải làm gì. Tôi cũng trả ơn lần trước thôi mà. Lần trước tôi thay đồ trong xe của anh là để gặp mẹ tôi đấy. Tôi không muốn mẹ tôi biết tôi làm gì. Thì dù gì cô cũng cứu tôi, tôi sẽ trả ơn cô. Thôi chết, nãy tôi bị cướp hết tiền rồi. Thì đâu có phải trả ơn, phải cần dùng lấy tiền đâu. Mà tôi lần trước cũng chưa trả ơn thanh xong nữa. Hay là tôi xin để trả ơn cho tôi đi. Hay để tôi dùng tiền để trả ơn lại cho anh. Mình có thể tìm hiểu nhau từ từ thôi. Việc này tôi chưa sẵn sàng. Anh ở đây. Chào này. Em. Anh đến đây làm gì đấy? Anh đến đây để đón em đi chơi. Đi chơi á? Chúng ta có là gì của nhau đâu. Em là người yêu của anh, là bạn gái của anh. Ngày hôm nay chúng ta chính thức hẹn hò nhá. Này, anh có bị ấm đầu không đấy? Tôi là gái đứng đường đấy. Mà tôi quen đứng đường rồi, không quen ngồi ô tô đâu. Anh biết, trước đây em là gái. Nhưng mà chỉ cần em cho anh một cơ hội thì quá khứ của em, anh sẽ bỏ qua. Cuộc sống của em sau này, anh sẽ mang đến hạnh phúc và vui vẻ cho em. Đồng ý làm bạn gái anh nhé. Lại gặp người quen ở đây à? Tôi tưởng anh chia tay tôi đau khổ như nào. Hóa ra đã có người mới rồi đấy. Không phải chuyện của cô. Này, cô mà yêu anh ta ấy, thiệt thòi lắm. Xe thì ghẻ, trong túi thì toàn tiền lẻ. Nhìn bảnh bao thế thôi, nhưng thật ra là một cái bị rách, không hơn không kém. Tôi nói cho cô biết nhé, tôi yêu anh Đại không vì cái đấy, nên là cô không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi thấy anh Đại là người tử tế, tôi nghĩ cô mới là người phải nuối tiếc khi mất anh ấy. Tiếc á? Sao tôi phải tiếc? Người yêu của tôi ấy, giàu sang hơn anh ta mà. Tiếc làm sao được? Sếp, sao anh ở đây? Không ở đây thì ở đâu? Anh ta là sếp của anh á?
cái tên nghèo rách mùng tơi này á. Tôi thấy cậu cũng đủ thông minh, tốt nhất là nên tìm một người yêu mới thay vì cô gái này đào mỏ hám tiền. Vâng. Cô thấy chưa, giá trị của cô bây giờ thấp như thế nào. Một lời nói của tôi cũng đủ để cô bị vứt đi như một món quà. Cô sẽ mãi mãi không tìm một người đàn ông nào tốt hơn tôi đâu. Vì cuộc sống của cô chỉ có tiền, tiền chứ không có tình yêu. Cô hiểu chứ? Mình đi thôi.